cầu bự bự luôn anh em. Quá đã anh em ơi. Càng lột anh em. Lột gạch nó còn ngon lắm. Đường xèo à. Này càng xào anh em. Càng xào nó bị thấy anh em, càng nó dài nó bự nè anh em. Tôi kêu bằng càng xào anh em, với mấy con mà nó bị đóng gông nè anh em. Đóng gông đen này nè, tôi kêu bằng càng xào. Đó. Càng xào nó to con nó bự lắm, không có nhỏ luôn. Xào là nó bự bự gì không. Rất là bự luôn. Còn bên kia là hai bồn càng nguyên đó anh em. Một bồn này là cỡ 300 kg anh em. À, đây ba bồn này là cỡ 900 kg anh em. 900 kg rồi, cái này là bồn nhỏ, bồn nhỏ cỡ 200 kg. Đây là bồn bự 300 kg nhưng mà không đầy nữa. Cái bồn này là bồn lóng. Lóng cỡ vài chục ký anh em. Hết trơn càng này là cầm cỡ tháng ngoài anh em. Ở đây vuông anh em ơi, là vuông. Đây cái chòi nè, cắt chòi ở chứ nhà không có ở đây, nhà ở dưới mà sáng anh em. Đó ông chủ vuông anh em. Ở đây không có bóng mát anh em, mướn gạp. Mướn gạp che anh em, mướn hai căn gạp. Che để cho anh em vô ăn uống rồi cho nó mát anh em. Chảy cao su dưới lửa tôm. Vuông thì ở ngoài này anh em. Đó. Vuông mới bắt là cò quá để đậu luôn anh em. Có gì càng anh em ơi. Có càng lọc này là ngon nhất rồi anh em. Đó, cái bươi lên cho anh em coi. Quá trời luôn anh em ơi. Đó. Dữ quá anh em. Quá trời càng ngon luôn anh em ơi. Càng lột nó yếu hơn cái con càng ấy anh em. Nó mềm sẫm à. Đây nè. Con coi là nó bóp nó không vô thấy không. Thấy không. Anh ơi, tiểu,
đang xúc cạn anh em. Trời ơi.